rảnh rỗi không có chiếc xe riêng nào quay nay nha, quay chiếc xe ở nhà. Thì đây là một chiếc 67, không phải là chiếc xe riêng. Ở đây là xe của ông ba của mình, ông kéo đó, nhìn người ba mình làm cửa sắt dùng để kéo cái xe, kéo cổ đó, cái cổ mà dọn nhìn cũng được. Ông vừa kéo ông vừa đi chơi nên muốn quay qua. Cả nhiều lần mình nói là sao ba không dọn lại riêng đi, nhưng mà ba nói thôi xe kéo cổ mà dọn đi hư để người ta mở đồ. Nói nghe cũng hợp lý, nói chung là máy ngon là được rồi. Còn lại dân ngoài thì dọn đẹp thôi chứ còn không có riêng. Thì ok, nếu mà bạn nào không có nhu cầu mà dọn riêng, mà dọn một con xe để chạy đi chơi bình thường thôi, thì đây là hình mẫu của một con dọn bình thường đi chơi. Thì mình sẽ nói sơ qua những cái chi tiết mà ba mình dọn. Thứ nhất là gắn một cái ba ga của Charlie 81. Thì thằng ba ga Charlie 81 thì phải độ thêm cái bát ở đây. Đó các bạn thấy, độ thêm cái bát ở đây ha, để gắn vô cái con cốc này. Ở đây Charlie nó có một cái cây từ đây nè, nó dài ra đây, nó bắt cái đèn lái vô giống vậy. Nó dài ra đây thì cắt bỏ khúc đây, cắt bỏ khúc đây, còn khúc đây nguyên thủy nó dài, cắt bỏ khúc đây. Rồi khúc đây thì tùy theo cái xe của mình độ, mình bắt cái yên loại nào thì mình quẹo cái bát qua gắn vô đây ha. Đó bên đây thì về nhà mình là thợ cửa sắt mà cho nên thích và ok. Cái phần đây thì mình không cần nói nè, thấy không, cái phần dài ra nè là nó vừa đủ với cái xe nè, nó không có dính dáng gì hết. Mình chỉ việc cắt hai khúc ở đây và đồng thời hàng thêm cái bát đây, bát chữ giấy ở đây là xong nha. Đây là một con cấp lô, toàn bộ là dọn đồ lô hết nha. Một cái chụp lái của 78 hả. Rồi đây là bát, nó biển số bằng sắt, cái này về nhựa đó, về nhựa giải viên tay xi nhan thì Thái. Đây là cặp tay xi nhan Thái giải viên, nó rất là cứng. Ở bên trong nó cũng mấy ninja băng luôn, chập đai chi hả. Đây là nguyên bộ xi nhan Thái nè đó. Đây là phuộc 67, phục lô giả viên nhìn cho 67 gấp, gấp 67 viên bô tăng tiến. Rồi niền lốp vỏ thì cứ thay mới mà xài. Đây Micam Macon niền chỉnh, niền chỉnh thôi, bình thường. Bình xăng viên, bình xăng 67 viên, xe được cái này viên ha. Bình xăng con lô xe ta ok. Đầu lòng 72, xe này 50 đúng không ạ, lên đầu lòng 72 rồi vậy thôi, không có gì. Xe kéo cổ vừa làm vừa đi chơi thôi. Về trước thì sắt rồi, cặp phốt cầm CD, cầm CD lô ha. Đó. Tắt quất pha. Đây. Đồng hồ Charlie 80. Đây. Có đèn đầy đủ. Con. Ok. Kiến. Đây bên đây. Có công tơ mét luôn. Luôn. Xe chạy dữ à. Đó. Rồi, có công tơ mét mà trên đây không có cái kim máu vậy. Lừa tình thôi. Cắp xăng. Ơi. Rồi, bên đây có xăng. Cầu. Đầu lòng với sạch sẽ, đầu lòng 72. Đây là cái băng cá CD đang chạy chiếc lửa, đang chạy bộ chiếc lửa 84 trong này. Đây xe nhà cho nên mình gắn chiếc lửa 84 chạy cho nó ngon. Tay nắp
à, nghe mấy chôn của mình về nó gắn vô, trời ơi, trong ngang cái nóc, trong nghiền, hàng vô cho nó dài. Thôi, còn một con số 7, nổ máy đạp thử coi. Còn số hết số chưa? Chưa hết số. Rồi. Đây, đặt máy. Rồi, tình trạng vậy thôi. Quay chơi cho vui, không có gì. Mục đích là khoe xe lô. Ok, bye bye.